kiểm tra mít coi có mít có chín không không nha mọi người. Kiểm tra mít có chín hay không nha. Dạ, yeah. Phát hiện có một chú chim. Chim này chim gì vậy ta? Bồ câu à. Có một chú chim bồ câu đang đứng ở cây mít nè mọi người. Chim đang đứng ở cây mít. Chào mọi người các mày. Hello mày. Hello chim. Hello chim. Hello chim. Cười cái coi. Cười. Cười coi. Rồi các mày. Mít này chín chưa ta? Chưa. Đây thì mít kế bên hả? Mít kế bên là mít thường nha mọi người, có trái. Đây, chim đây. Chim này. Sao không đứng một mình nữa ta? Bồ câu hay là chim? Chắc bồ câu. Tiếp theo vàng một cây mít tiếp theo. Cây mít này mới có trái mà. Mít thái luôn, mới có trái. Thấy không? Bồ câu hay là chim? Thấy giống bồ câu quá. Bồ câu phải không? Hình như có sợi dây ai cột không? Trên cổ hả? Dây hả? Mày không thấy gì đâu. Đây là cái lông. Lông bình thường mà. Câu. Đây là chim bồ câu. Đấy, cho mọi người coi. Tiếp tục trái khổ qua. Khổ qua đã bự. Đó. Đó, này có khổ qua nữa nè. Vàng bầu. Bầu lên nhanh lắm mọi người. Nó lên nhanh mà nó chưa có trái rồi nè. Hy vọng sẽ đậu trái. Đó. Sẽ đậu trái đây. Khổ qua nữa. Ơ khổ qua bị hư hả ta? Sẽ bị hư. Ủa phải không bị hư. Cái lá tưởng nó bị hư chứ. Ủa bị hư rồi nè. Có sâu nó ăn rồi. Mà phải hái vô thôi mọi người ơi. Hái mà vô thôi. Sâu nó ăn. Cái trái nữa nè. Đây nè. Đây, thăm cái khổ qua hình trái tim nè. Đây bị suy dinh dưỡng rồi. Hót đi chim, hót đi chim. Chim ơi chim, mày hót đi chim. Chim ơi chim, hót đi chim, hót đi chim. Sự tích con chim trên cây mít. Một buổi sáng nọ, một ngày không biết, không nhớ. Có một thằng trai ngoại thành đi ra cây mít.
nó đi thăm mít coi có mít chín hay không. Bỗng dưng nó phát hiện một con chim đậu trên cành mít. Chim đực hay chim cái nó cũng không biết con chim gì. Nó đi kêu ba nó ra coi chim này là chim gì. Cuối cùng nó phát hiện ra lại là chim bồ câu. Nó suy đoán chắc là con chim bồ câu này nó đi lạc hay là nó mệt. Nó nằm nghỉ ở cây mít. Cuối cùng trai ngoại thành đành cho nó nghỉ ở cây mít. Đang lúc quay nó kêu nó chào mọi người, nó vẫn ủ rũ, nó không chào mọi người. Chắc nó lẽ nó buồn ngủ. Bỗng dưng có một tiếng chó kêu e e e e làm nó thức. Đó, nó thức dậy, nó nhìn xung quanh, nó ngơ ngác, không biết chuyện gì đã xảy ra. Rồi bắt đầu nó ngủ tiếp. Chắc có lẽ chú chim này hay là cô chim này đã đi qua một đoạn hành trình dài và bây giờ rất là mệt mỏi. Mày để yên cho tao ngủ hay không thằng kia? Trong đầu con chim chắc có lẽ nó nói như vậy đó. Người quay phim tức là thằng trai ngoại thành, nó vẫn quay, con chim nó vẫn ngủ. Quay và ngủ cứ tiếp tục trong vòng khoảng 30 giây hay là 1 phút gì đó. Trai ngoại thành cũng vẫn chưa kết thúc một cái clip đó. Trai ngoại thành tính quay nữa. Rồi mà thôi mà thôi, tội nghiệp con chim hay là chú chim này quá. Để cho mày nằm trên cây và mày ngủ tiếp tục. Trai ngoại thành đi dẫn đi thăm giường mít. Đây giường mít. Vẫn chưa có mít chín. Đi qua một góc khác, quay đít con chim. Có đít con chim như thế nào? Đây, đít con chim nhỏ nhỏ, xinh xinh. Trời ơi, trong khi quay đít nó nhìn lại. Nó nói: ơi, mày quay đít tao làm chi mày? Không được quay đít tao nha. Tao đang nghỉ ngơi mà mày dám quay đít tao hả mày? Tao quay chút xíu hả mày? Cho tao quay chút xíu nha. Mày làm gì mà mày giữ mày? Sao không giữ? Mày quay đít người khác mà mày không giữ mày. Bây giờ tao quay đít mày coi mày có giữ hay không. Ừ, tao xin lỗi mày nghe chim. Lần sau tao không quay đít mày nữa. Tao sẽ quay cái đầu của mày. Đây, chuyển qua quay cái đầu của con chim. Đây, chú chim, cô chim hay là thằng chim gì đó, nó vẫn ngơ ngác, không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ trong đầu nó vẫn suy nghĩ nữa. Thằng điên nào đang nói chuyện bá láp bá sàm này đây? Đó. Đó, nó nghĩ là thằng nào đang quay bá láp bá sàm. Thôi chào tạm biệt mày nha. Chúc mày một ngày may mắn. Ừ, tao cũng chúc mày một ngày may mắn nha thằng trai ngoại thành. Ừ, chào tạm biệt mày nha thằng chim kia, chú chim kia, con chim kia. Bye bye mày nha. Hẹn gặp lại mày ngày mai nếu mày còn ở đây. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ kể tiếp tục chuyện loài chim nha mọi người. Bây giờ mình đi ra mình coi con chim nó còn hay không. Trai ngoại thành dẫn các bạn đi
khám phá chú chim, coi chú chim có còn cây mít hay không nha mọi người. Rồi coi chú chim có còn cây mít hay không. Sẵn kiểm tra coi có mít chín hay không nha. Chú chim đâu rồi? Ủa chú chim nằm đây, giờ mình kiếm nó đâu ta? Ấy nó đây đây. Em ấy đây, chú ấy đây. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về loài chim nữa nha. Đây là hắn đây. Ủa sao hôm nay mày lại quay đít của tao mày? Hôm bữa là mày không cho tao quay cái đít của mày. Hôm nay sao mày lại quay cái đít qua? Cái gì cũng từ từ nha. Tao đâu có làm gì mày đâu. Mày không cho tao quay đít, sao hôm nay là mày lại quay đít về mặt tao hả? Chim kia. Đây. Đó. Nãy tao quay đầu mày nè. Mày không cho tao quay đít mà mày quay cái đít về mày. Về tao làm chi? Hả? Đó. Đó. Cười coi. Đã 3 ngày trôi qua, trai ngoài thành ra thăm cây mít, vẫn phát hiện con chim nó đậu trên cây mít. Có một điều khác biệt so với 3 ngày trước là con chim nó đậu ở vị trí khác. Lần này nó khôn hơn, nó cảnh giác hơn lần trước. Nhưng nó vẫn ngơ ngác đến kỳ lạ. Chim ơi, mày ở nơi đâu? Mày về nơi đó đi. Sao mày cứ đậu trên cây mít nhà tao? Ngày xưa có câu chuyện ăn khế trả vàng. Không biết mày có ăn mít không? Nếu mày ăn mít thì mày nhớ trả vàng nha. Tao không có ăn mít. Tao đậu nhờ cây nhà mày thôi. Mày đừng có đòi vàng nha. Tao không có vàng đâu mà trả nha. Mày không có vàng hả? Vậy mày nhớ trả cái khác nha. Ừ, tao sẽ trả cho mày cái cục cờ nha. Cục cờ hả? Cục cờ tao không có lấy đâu nha mày. Trong đầu nó lại suy nghĩ, cái thằng trai ngoại thành này cứ tối ngày cứ lải nhải hoài. Ừ, trong đầu trai ngoại thành cũng nghĩ vậy. Con chim này nó khôn thấy bà cố nội luôn. Chim, mày ở đâu đến đây vậy chim? Tao cũng không biết. Ủa hôm nay sao cái giọng mày nó kỳ kỳ vậy? Hôm nay tao bị cảm. Mấy ngày hôm nay tao ở ngoài mưa nắng nên bị cảm và nhức đầu. Mày đừng làm phiền tao nữa nha. Hôm nay tao trai ngoài thành cũng bị cảm nè mày. Đâu phải là mình mày bị cảm đâu nha. Đừng có nói là mình mày bị cảm. Tao cũng bị cảm nè. Đó. Chú chim, con chim hay là bà chim vẫn nằm ở trên cây mít, trên cành cây mít. Đây, nó cứ nằm chờ đợi, không biết chờ đợi điều gì. Thôi mày cứ nghỉ ngơi đi nha. Tao không làm phiền mày nữa đâu nha. Hẹn gặp lại mày những ngày tiếp theo nếu mày còn ở đây. Bye bye mày nha.